10 năm, 12 năm trước đây thì giá một bất động sản có cùng vị trí ở mặt biển thì dao động chỉ khoảng tầm từ 9 cho đến 20 tỷ thôi. Nhưng mà ở 2022 thì nó dao động khoảng tầm từ 25 cho đến 100 tỷ. Tức là biên độ tăng giá mỗi năm dao động khoảng tầm từ 21 cho đến 40%. Là với một vị trí, một sản phẩm đẹp như này thì chúng tôi hoàn toàn có thể kỳ vọng ở mức tăng trưởng lãi vốn đạt 25% trên một năm. Có những khách hàng mua ở đây với cái việc là mua sở hữu một bộ sưu tập, thì với Gramercy Hội An, với một số lượng có hạn, vị trí đắc địa và một concept độc đáo thì tôi tin chắc chắn rằng nó xứng đáng để quý vị sở hữu. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, Quảng Nam, Đà Nẵng luôn là những điểm đến du lịch thu hút được khách hàng đến hàng đầu của Việt Nam. Vậy với một thị trường khai thác bất động sản về du lịch tốt như vậy thì quý vị có tò mò là giá bán bất động sản như thế nào không ạ? Giá bán bất động sản Quảng Nam đang là vùng trũng nhất trong tất cả các thủ phủ du lịch của Việt Nam. Vậy thì còn điều gì tuyệt vời hơn khi mà tôi có mặt trong ngày hôm nay để chia sẻ với quý vị một cơ hội đầu tư tuyệt vời, một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời và độc đáo, và đó chính là dự án Vemakia Hội An. Đầu tiên đó chính là một vị trí độc tôn, đối biển xanh và cạnh phố hội, nằm ngay trên trục đường tỷ đô là Lạc Long Quân và ngay đối diện bãi biển An Bàng vô cùng xinh đẹp và thơ mộng. Điều thứ hai mà Long muốn chia sẻ với quý vị đó một concept cực kỳ đặc biệt, một concept làng sông phố được chủ đầu tư nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Chúng tôi có những thiết kế với những chìa khóa trao tay đến tận tay khách hàng, và ngoài ra quý vị cũng được trải nghiệm những tiện ích 5 sao đẳng cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi có tới 3 cái mẫu bể bơi để quý vị có thể trải nghiệm. Thứ nhất là bể bơi vô cực, thứ hai là bể bơi dài 350 m, và thứ ba là từng căn bể bơi, từng mẫu bể bơi riêng trong 118 căn biệt thự của quý vị. Tiếp theo đó là quý vị có thể có những cái trải nghiệm của những dịch vụ mua sắm, Sky Bar hay là Clubhouse. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn 5 sao. Từ những concept sản phẩm độc đáo, từ những mẫu bàn giao full nội thất đạt tiêu chuẩn quốc tế, đó là bước tiền đề cho chủ đầu tư cũng như là khách hàng có được sự hợp tác lâu dài của một đơn vị quản lý vận hành hàng đầu thế giới, đó chính là Accor. Chỉ với 15% thôi ạ là quý khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán và sở hữu được cho mình một căn biệt thự. Và 50% tiếp theo, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng giải ngân với lãi suất 0% trong vòng 2 năm. Và 35% cuối cùng, đó là một cái chính sách vô cùng đặc biệt mà trong thời gian này chủ đầu tư cam kết cho khách hàng trong vòng 5 năm, đối trừ trực tiếp vào giá bán của căn biệt thự. Và ngày hôm nay cũng là một món quà vô cùng đặc biệt trị giá 500 triệu đồng và trừ trực tiếp vào giá bán của căn biệt thự dành cho khách hàng. Đối với khách hàng mua đầu tư thì cô Long thường chia sẻ câu chuyện về lãi vốn. Quý khách hàng có thể thấy là ở thị trường ở Đà Nẵng, những cái bãi biển vô cùng xinh đẹp, những bãi biển Mỹ Khê, thì thời điểm 10 năm, 12 năm trước đây thì giá bán một bất động sản có cùng vị trí ở mặt biển thì dao động chỉ khoảng tầm từ 9 cho đến 20 tỷ thôi. Nhưng mà ở 2022 thì nó dao động khoảng tầm từ 25 cho đến 100 tỷ. Tức là biên độ tăng giá mỗi năm dao động khoảng tầm từ 21 cho đến 40%. Là với một vị trí, một sản phẩm đẹp như này thì chúng tôi hoàn toàn có thể kỳ vọng ở mức tăng trưởng lãi vốn đạt 25% trên một năm. Và ngoài ra về dòng tiền, chủ đầu tư đã cam kết lợi nhuận cho khách hàng là 7% trên một năm rồi. Vậy là một năm quý khách hàng sẽ có 32% lợi nhuận. Và có những khách hàng mua ở đây với cái việc là mua sở hữu một bộ sưu tập, thì với Gramercy Hội An, với một số lượng có hạn, vị trí đắc địa và một concept độc đáo thì tôi tin chắc chắn rằng nó xứng đáng để quý vị sở hữu. Cuối cùng là một tệp khách hàng để lại rất nhiều ấn tượng cho Long. Khi mà Long dẫn khách hàng đi xem dự án, dẫn gia đình của họ, thì Long thấy được niềm vui, Long thấy được nụ cười trên khuôn mặt của tất cả các thành viên. Cũng từ đó mà Long nhìn lại về gia đình của mình, Long nhớ đến người ba của Long. Long thực sự là đáng lẽ giờ này thì ba đang có mặt ở đây để xem buổi mở bán này, và đáng lẽ giờ này là ba đang rất tự hào khi mà thấy con trai mình có những bước tiến tới vòng chung kết của Săn Nhà Triệu Đô. Và đáng lẽ sau chương trình này thì Long đã có thể đưa ba đến với Hội An, đưa ba đến những cái sản phẩm, những cái trải nghiệm mà Long đã từng trải nghiệm ở chương trình Săn Nhà Triệu Đô. Nhưng mà rất tiếc là Long cũng không biết là liệu mình còn có cơ hội để thực hiện một cái chuyến đi đấy nữa không. Và thực sự là khi đứng ở đây, Long muốn chia sẻ với khách hàng, với tất cả mọi người một thông điệp rằng là khi mà còn thời gian, còn sức khỏe thì quý khách hàng, tất cả mọi người hãy dành những thời gian, những cái điều tuyệt vời nhất dành cho gia đình của mình, những người thân yêu của mình. Và Long tin chắc rằng ngoài đầu tư, ngoài sở hữu, ngoài làm bộ sưu tập thì Gramercy Hội An sẽ mang lại tất cả được những giá trị cảm xúc cho tất cả thành viên trong gia đình của quý khách hàng. Và Long xin cảm ơn. Và ngay bây giờ bạn hãy chọn cho chúng tôi 2 vị giám khảo mà bạn cảm thấy thích nhất để đưa ra câu hỏi cho bạn? Long cực kỳ ấn tượng với một ban giám khảo, luôn luôn có một phong thái cực kỳ là đĩnh đạc, và Long xin dành tình cảm đó cho giám khảo Nguyễn Lê Hải Đăng. Xin mời giám khảo Nguyễn Lê Hải Đăng. Ơn giời là đã có người hỏi tôi rồi. Nghe MC Huy Khánh ra nói rằng là ai là người bạn ghét nhất, các bạn đặt câu hỏi ai là người thích nhất, thì nãy giờ tôi cứ nghĩ rằng là chắc nguyên dàn thí sinh này đang ghét tôi. Nhưng trước khi anh đặt câu hỏi cho em, anh phải dùng một từ, đó là xuất sắc. Xuất sắc. Cảm ơn anh. Có thể là trong cái câu chuyện của em có vấn đề về cảm xúc, và anh nghĩ nó ít nhiều nó cũng sẽ tác động đến em, vì rõ ràng là người thân của mình đang chữa bệnh. Ban đầu thì anh đang lo ngại cho em, nhưng sau khi em lên sân khấu này, mọi cái lo âu đó của anh nó xua tan đi. Em trình bày rất chỉnh chu, rất bài bản và rất chuyên nghiệp. Từng câu từng chữ anh biết rằng em phải tập rất nhiều, không hề dễ, chứ trong vòng 7 phút. Cách bố trí thông tin của em cũng rất thông minh. Những cái nhà đầu tư á, họ đầu tư đương nhiên họ sẽ nhìn vào con số, họ sẽ nhìn vào số liệu, và họ nhìn vào những cái thống kê và đưa ra cơ sở tại sao người ta nên đầu tư. Thì em đã làm được tốt câu chuyện này. Anh có một sự yêu mến nhất định dành cho em, nhưng câu hỏi này cũng là câu hỏi anh muốn em sẽ thay chương trình để chia sẻ luôn cho trên thị trường, để cho tất cả những bạn môi giới khác cùng hướng đến và cùng có thể trả lời được, để có thể mang đến giá trị và chăm sóc khách hàng tốt nhất. Khách hàng họ sẽ có những nội dung và những cái quan tâm qua ba chữ why. Thì ba chữ why đó là ba chữ why nào mà em nghĩ khi khách hàng đầu tư họ sẽ quan tâm? Thì đầu tiên, sản phẩm này có yếu tố gì đặc biệt và sẽ mang lại cho chúng tôi cái lợi nhuận như thế nào để tôi phải mua nó? Thì ông có thể chia sẻ vì sao dự án này có cái gì tiềm năng. Tiếp theo, cái why thứ hai, tại sao chủ đầu tư có thể cam kết được cho tôi cái mức lợi nhuận như vậy? Tại sao ông có thể đưa ra được cho tôi một con số lãi vốn kỳ vọng như vậy? Thì ông giải thích tại sao đi. Về cái why thứ ba thì đúng là thực sự là em có rất là nhiều câu hỏi trong một khách hàng đầu tư khi mà quan tâm một cái dự án bất động sản, hỏi tại sao rất nhiều. Là em đang chưa biết là chọn ra một cái why nào nó thực sự đặc biệt để có thể chia sẻ với mọi người. Cho tôi thi được không? Anh Ngôn hỏi cho anh thi được không? Thì anh Ngôn với một tư cách là một nhà khách hàng đầu tư, anh Ngôn có thể chia sẻ để em nói ra cái why đấy được không ạ? Cái why đầu tiên của bạn là đúng rồi đó. Tại sao tôi phải mua cái sản phẩm này? Cái why thứ hai mà của Long mà giải thích á, thì thật ra nó cũng đã nằm trong cái thứ nhất rồi. Theo tôi á, cái why thứ hai là tại sao là bây giờ, tại sao là hôm nay. Và cái why thứ ba đó là tại sao tôi phải mua của bạn mà không phải của anh Hưng. Sorry, tôi không phải là một cái chuyên gia về môi giới bất động sản đâu, nhưng mà tôi đang suy nghĩ một cách logic ở trên một cái cương vị của một khách hàng và của một người cũng có thâm niên trong lĩnh vực bán hàng. Không biết là có giải quyết được cái thắc mắc của anh Đăng không ạ? Tôi đang có một cái cảm giác rằng là anh Ngôn cũng nôn nóng muốn được tham dự cuộc thi hay sao nhỉ? Câu hỏi thứ hai là một ban giám khảo mà Long đã hâm mộ rất lâu rồi. Một người có cực kỳ nhiều kiến thức và chuyên môn rất sâu, đặc biệt trong nghề môi giới bất động sản hay là lĩnh vực bất động sản nói chung. Thì Long muốn dành tình cảm đó cho giám khảo Phạm Thành Hưng. Chúng ta đang rất là có duyên khi mà trong ngay tập 2 thì phải, đúng không? Trong cái xử lý tình huống chúng ta đã đụng nhau trong cái việc xử lý một cái tình huống khá là phức tạp, và tôi cũng lại muốn quay lại cái chủ đề đó trong câu hỏi của ngày hôm nay. Đó là cái việc cắt máu đang là một cái vấn nạn trong nghề môi giới, và có lẽ cũng đã là một cái từ mà cái cách gọi bóng gió cũng đã thể hiện cái tính khốc liệt của thị trường, khi mà các môi giới cạnh tranh với nhau bằng cách là cắt giảm ngay cái phần hoa hồng, công sức, xương máu của mình để mà có được cái deal đó của khách hàng. Thì bạn nghĩ sao về cái hiện tượng này? Nguyên nhân do đâu và có cách nào để không phải cắt máu mà vẫn chốt được deal không? Thực ra em nghĩ rằng cái việc cắt máu này nó không chỉ tồn tại trong nghề môi giới bất động sản đâu, mà trong việc kinh doanh buôn bán, giữa cái việc mà người ta cạnh tranh với nhau về giá là câu chuyện hết sức bình thường. Thì cái giải pháp của em nghĩ rằng ấy, đầu tiên á, trong nghề môi giới bất động sản á, mình phải nâng tầm bản thân mình lên. Khách hàng đa phần họ nghĩ đến câu chuyện cắt máu, câu chuyện chiết khấu là vì cái người sale họ gặp chưa đủ làm họ hài lòng. Những cái bạn môi giới mà kinh nghiệm còn non trẻ, cái bạn mà mong muốn là mình phải có deal nhanh, phải có KPI, phải có target nhanh, thì các bạn đưa ra luôn cái phần chiết khấu của mình. Các bạn chưa trân trọng được cái phần mà mình nhận về. Các nhà môi giới phải nâng tầm bản thân mình lên, nâng tầm kiến thức mà mang lại nhiều giá trị cho khách hàng hơn. Cái yếu tố mấu chốt đầu tiên là một nhà môi giới, các bạn cần phải là tăng cái sự chuyên nghiệp, tăng cái chuyên môn, tăng cái khả năng và tăng cái lượng kiến thức để có thể là đàm phán, để có thể chia sẻ với khách hàng như là những người bạn bình thường. Thì đấy là cái mấu chốt quan trọng nhất để chinh phục được khách hàng và để hạn chế được rủi ro và cắt máu trong nghề môi giới bất động sản.